Anh Nhi ơi, anh Nhi à, có nhà không? Ơi mệt thiệt, đang làm gì đó? Làm chưa? Ủa sao sáng giờ chưa làm nữa đứng đó? Ừ? Trời đất ơi, ông làm gì vậy? Con gì vậy? Gà đó mà. Ông làm giống như kiểu con đại bàng vậy. Con gà chứ đại bàng gì? Trời đất ơi, người ta là người ta chơi con đại bàng, còn ông bắt trước chi chơi con gà. Gà nó khác con đại bàng. Con đại bàng người ta mới để nó đứng trên tay ông ơi. Mua người ta không tiền lắm, nó chơi gà. Trời đất ơi, ừ có lý ha. Nè đứng coi chừng nó mổ với con mắt ông chết đó nha. Nó đứng nó mổ với con mắt cái kịch cái là xong luôn á. Làm đi tôi coi. Lẹ lên. Giờ này sáng sớm mà đem qua làm gì nổi. Thì giờ này làm đi chứ giờ nào làm. Không nổi đâu. Tôi qua tôi hỏi ông nè. Ừ? Sáng sớm mà đem qua chết cái này sao nổi. Nổi, làm nổi hết à. Ông làm gì mở rồi làm chi? Thì tao làm thử mấy rồi. Làm gì? Cái này mày ngâm lâu chưa? À ngâm cũng được mấy ngày rồi á. Ngâm như 2-3 ngày rồi đó. Mấy ngày là được rồi. Ừ. Rồi ông làm gì? Cái rượu mày làm nó ngon. Rượu gì? Ê! Rượu. Nước lá bàn ông ơi. Ủa? Nước lá bàn mà. Ông tính ông uống hả? Mày tào lao quá, mày nước lá bàn mày không nói, mày làm xíu tao uống rồi. Thì tôi qua tao hỏi ông làm việc chưa nè. Trời ơi, cái chút tao mới làm. Trời đất ơi, nước lá bàn mà ông tính ông giọng luôn ông nội ơi. Uống gì được mà uống. Cái này á, tôi chỉ cho ông nè. Cái này là mình để mình nuôi cá. Biết không? Trời ơi, nước lá bàn. Nước lá bàn là mình để nuôi cá chứ ai mà uống. Nghĩ ủa? Sao mà nói rượu. Ừ? Sao mày không để bển mày nuôi cá đem qua tao chi? Đem qua hỏi ông coi đủ chưa nè, coi ok chưa nè. Cái này tôi ngâm như được mấy ngày nè. Coi về nó tới nước chưa? Cái này nước còn mới quá mày ơi. Sao còn mới? Cũ rồi, mấy ngày rồi đó. Mấy ngày mà sao xài được? Ủa, không được hả? Không được. Cái này mà mày chế vô cá nó buồn liền á, nó túng rồi liền á. Hay à, không được hả? Không. Ủa tại sao nước mới mình chế vô không được, ta mắc gì không được? Cái nhựa nó còn nhiều quá. À. Cái nhựa nó còn nhiều quá mà chế vô á. Cái lúc đó cái nước lá bàn nó chưa có phân quỷ. Đúng rồi. Nó còn rít lắm mày hiểu không? Nó đổ à. Vô nó làm cứng nước. Đây nè. Nè, cái nhựa nó còn nhiều quá mày hiểu không? Mày thấy không? Nó vàng mà nó đục. Rồi biết rồi. Thấy không? Mày chế vô đây á, cái nước nó sẽ nó làm cho cái độ nước cứng lại. Ừ. Thì con cá nó không bung xè được. Đúng rồi. Qua chừng 3 ngày sau là mày thấy con cá nó túng lại về liền. Là nó bị không tốt á, không tốt cho cá. Ừ. Nói chung là lá bàn mình ngâm cũng phải tới nước xài mới được. Ừ. Ngâm cho nó rạc xuống, cho nó đen cái nước lợ, đúng không? Đúng rồi, đây nè. Thí dụ nước lá bàn mày ngâm vậy đúng không? Ừ. Bỏ cho mày ngâm. Ừ. Mày ngâm mày lọc xong hết rồi. Ừ. Mày để mày chờ hoài tao. Mày chờ khi nào cái nước lá bàn nó chuyển thành cái màu đỏ. Đỏ mà nó trong á. Khó dữ vậy ta. À. Là lúc đó nước lá bàn mày xài nó đã tới rồi mày mới xài mày được. Ừ. Vậy chắc hơn tuần á. Hơn tuần? Hơn tuần là xài được ha. Đừng có mổ con. Đó, à wow. Khoan coi. Nước lá bàn mình ngâm là như thế nào? Là mình bỏ lá bàn ở trong một cái bị hả? Cái này là tao bỏ về để tao dễ. Khi mà tao ngâm nó tới rồi tao dễ lấy cái xác nó ra. À biết rồi. Có lý quá ta. Ừ. Đó, tao sụp khí rồi mà thấy không? Có sụp khí luôn? Ừ. Kỹ càng dữ vậy? Sao mày, cái nước lá bàn đó là con dao hai mặt đó. Mày không biết xài là nó hư cá mày đó. À. Hiểu không? Rồi, hôm nay dở ra tôi mới thấy được cái bí quyết ông ngâm lá bàn nè. Là ông bỏ vô cái bị lưới. Ông kéo sợi mũi tia lại, ông bỏ vô. Ừ. Rồi bắt đầu ông sụp khí luôn. Nhưng mà cái nước này chưa có xài được đâu. Trong vòng bao lâu nữa nó mới xài được? Mới 7 ngày nữa. Qua tuần sau tao bắt đầu tao xài. 7 ngày nữa là lúc đó nó rắn xuống không? Nó lắng xuống không? Ờ nó lắng xuống. À. Sụt vậy là để chi biết không? Mày biết tại sao mà sụt khí không? Chi? Để cho nó làm loãng cái nước lá bàn ra. À nó không có đặc, nó không có cứng cái nước. Đó. Rồi biết rồi. Thì nó mới lắng xuống rồi mà vài bữa nữa khoảng 5-6 ngày nữa mà thấy mày sẽ thấy cái màu vàng nó đổi thành cái màu đen nâu. Ừ. Là mày chế vô cái hồ đó, nó thành cái màu cam cam đỏ đỏ đẹp lắm. À. Nhưng mà bây giờ tôi hỏi ông cái này nữa nè. Cái liều lượng để mình chế cái nước lá bàn vô mình nuôi như thế nào? Ví dụ mình mới mua con cá về đi,
cá mình mới mua về nó như này. Đâu để tôi kiếm cá. Ví dụ tôi mua con cá về, con cá tôi đang rất là sung, rất là trẻ trung, cá tơ mà. Thì cái liều lượng tôi xài nước lá bàng như thế nào? Ít hay nhiều hay vừa? Liều lượng ví dụ cái này là cái can 7 lít nè. Ừ. 5 lít nè. Tại con cá mày mới mua gì đang ngon lành nè. Mày về mày chế khoảng chừng đầy hơi đầy ly này thôi. À. Thì cái nước lá bàng của mày á. Vậy là ít đó. Ờ. Đúng không? Với điều kiện là cái nước như nãy tao nói nha, phải làm đủ đúng rồi mới được nha. Đúng rồi. Đó là mày chế vô khoảng ly này là ok. Ừ. Còn cái con cá mà nếu như mà con cá của mày nó đang trong cái giai đoạn mà nó lên màu á, mà mày muốn cho nó đẹp màu lên á. Ờ. Là mày chế 3 ly vậy cho tao. 3 ly vậy luôn. Ừ. Nói chung là xài gấp đôi á, hơn gấp đôi. Đúng rồi. Ừ. Chi cho ta? Để nó kích màu. À. Cái nước lá bàng khi mà vô đây, cái nước lá bàng mà nó cũ vậy á, thì nó giống như là ở ngoài thiên nhiên mà giống như cái nước mà nó có nhiều khoáng chất rồi, hiểu không? Thì nó làm cho con cá nó phải tăng cái màu để nó kháng lại mấy cái bệnh tật bậy bạ đó. Ừ. Tại vì con cá cái màu của nó là để kháng bệnh. Đúng rồi. Tăng cái sức đề kháng lên. Ừ. Mấy con cá mà màu đậm á, mấy con nó mạnh lắm. Đúng rồi. Mấy con cá mà nó yếu là màu nó không có nổi bật lên hết. Đúng rồi, nó nhợt nhạt lắm. Cái màu sắc nó sặc sỡ là con cá nó đang rất là khỏe. Ừ. Ví dụ như con cá em nó già rồi, cái tuổi đời nó già rồi, nó gần đứt rồi, thì mình xài cái nước lá bàng như thế nào là vừa phải cho nó tốt con cá đó? Xài như thế này, một ly thôi. Một ly thôi hả? Ừ. Cũng xài ít luôn. Đúng rồi. Ừ. Tại vì khi mà con cá, lý do tại sao con cá già mà xài nước lá bàng ít là con cá già cái đề kháng nó yếu rồi. Đúng rồi. Nếu mà mày tăng lá bàng nhiều quá đó, nó sẽ gây ra con cá nó bị suy. À, biết rồi. Đó, tại vì nó phải kích màu lên, nó kích kích nhưng mà nó hết đề kháng rồi, nó hết cái độ phong độ nó rồi. Đúng rồi. Mà mày cứ chế mày tưởng như mấy con cá tơ là nó si liền. Vậy bây giờ con cá của em á, nó bị bệnh, nó đang bị bệnh, nó đang yếu, thì mình có nên sử dụng nước lá bàng không? Đang yếu hả? Ừ, kiểu như nó đang bị nấm hay gì đó đó. Bị nấm nó có nhiều phương pháp. Ừ. Nếu mà mày muốn trị bằng lá bàng á, là mày phải chơi nước thấp vậy nè. À, chơi nước thấp vậy thôi. Ừ. À. Là mày sẽ bỏ nó, mày bỏ vô 2 ly nước này, 2 ly nước lá bàng. Là nó đặc ha. Nó đặc á. Đúng rồi. Thấy không? Tuyệt đối không được bỏ muối. Là nếu sử dụng nước lá bàng là không bỏ muối. Đúng rồi. Xài lá bàng luôn. Tại rồi. Vì cái muối nó kích nhớt dữ lắm. Ừ. Nó vô với lá bàng, nó kỵ lá bàng. Mày vô muối là con cá mày xong phim á. À. Còn nếu như mà mày trị không cần lá bàng á, là mày cho muối. Cho muối vô. Là cái liều lượng nước muối mày pha loãng là nó tới đây thôi. Rồi. Khoảng một phân thôi. Ừ. Nó chút chút thôi. Bỏ vô. Mình ra mình lấy nước biển gì mình chữa bệnh nó được không? Nước biển nó cũng mặn á, nó có muối sẵn. Đúng rồi, cá nước ngọt nó chế nước biển vô mà kho hay gì. Ừ đúng rồi, quên. Rồi vậy là tôi hiểu hơn về lá bàng và cách sử dụng lá bàng rồi đó. Ừ. Ok. Vậy là nước lá bàng vậy là chưa xài được, vậy phải ngâm thêm nữa. Chưa mày ơi, cái này mới lắm. Ừ. Nước mày còn vàng khè, nó đục ngầu rồi đó. Ừ. Tưởng ông còn nước lá bàng qua sinh chai khác. Giờ không còn luôn hả? Không. Ok, vậy tôi biết rồi, thôi. Chắc là về đi về làm thêm cho nó tới nước thì mình mới xài được. Mày về mày ngâm thêm đi, mày ngâm cho nó đậm lên. Ừ. Thấy không nè, mày thấy cái nước ở ngoài này nè của tao mà thấy nó vàng vàng không, nhưng mà nó vàng yếu lắm. Nước lá bàng hả? Không phải, tao đâu có xài nước lá bàng qua đây. Ủa, tao xài nước lá chuối. Vậy là ở ngoài hồ là mình không có xài nước lá bàng? Tuyệt đối không nha. Ủa sao hả? Mắc gì không? Tại vì nó kỵ nhiệt độ. À. Cái nước lá bàng mày thấy còn bỏ tủ lạnh nữa hả? Thấy không? Còn mày đem ra đây là nhiệt độ nó nóng nè, là nó có vấn đề liền á. Ừ. Cho nên tao không xài nước lá bàng ngoài đây đâu. Nói chung là ở ngoài hồ là mình không xài nước lá bàng. Tuyệt đối không xài nước lá bàng. Ừ. Mình chỉ xài trên keo thôi. Ừ đó, cái đó, nước lá bàng mà chỉ xài trên keo trong nhà thôi. Sao tôi thấy nó vàng vàng nè, nhìn nó vàng vàng nè. Tao ngâm lá chuối nè, mẹ nó ra nước cái vài bữa, nếu mà nó ra nhiều quá tao lụm tao dùng. À. Lụm lá chuối ra. Là còn nước giống vậy. Ừ. Mình xài lá chuối nha anh em. Ừ, cá nè. Mấy con này nó không lột này không? Bậy bậy. Mày thấy con cá mới có tháng mấy mà nó bung cellophane vậy là ngon nè. Một tháng mấy mà nó bung trắng vậy là ngon hả? Ừ. Là nó lên màu đúng không? Ừ. À. Còn nó mà tháng mấy mà nó vẫn xanh lét vậy nè, mà mày nuôi già thêm 2 tháng nữa mà nó cũng xanh lét vậy luôn là thôi rồi, cái bài đó coi như xong. Xong rồi đó. Ôi cái bài này lột quá trời nhiều nè. Bài người ta lựa rồi, lựa cá đẹp ra rồi. Nó xuống đáy quá trời kìa. Thấy cái bóng mày á. À, nó xuống đáy quá trời kìa. Thấy cái bóng mày ở dưới nó tưởng nó miếng màu vậy.
Ồ, wow, nói chung là nếu mà mình nuôi kiện á, mình kiếm một bầy cá vậy nè, mình nuôi nó đẹp kìa ta. Ờ, đẹp lắm. Nó có đá không? Không. Nếu mà nó ở trong bầy nó không đá. Ừ, để nguyên vậy không đá. Wow. Đẹp ha. Ê, có con xìm thanh trồ phải không? Coi thanh trồ kìa. Ê, con này bị gì? Nó là con coi thanh trồ đó. Ủa, nó bị ai quýnh cái đầu nó máu không nè? Không. Cái loại cá này nó khi nó nhảy ra vậy á. Wow. Nó như con chép coi mà nó chỉ đỏ cái chủng trên đầu đó thôi. Đúng rồi. Kêu là con thanh trồ á. Ừ. Cút cút cút. Ông Nhí ơi. Ông Nhí. Dạ. Sao con gà đi theo tôi riết hả? Giữ nhà gì trong này? Ôi, gà khôn dữ trời. Hay da. Vậy là hết nước lá bàn thiệt luôn rồi hả? Có giấu đâu trong này không? Cái chỗ này là cái chỗ ổng hay để đồ đạc nè. Đi vô đây coi thử coi. Review cái chỗ này của ổng coi. Wow. Quá trời luôn. Anh Nhí ơi, bây giờ mình xin là ổng không cho đâu. Chắc chắn là ổng không cho đâu. Thôi mình lấy đại hũ này đi. Ổng thấy mất hũ ổng đâu có biết. Đúng không? Ok. Trong đây là ổng để tùm lum đồ đạc hết nè. Rau cải nè. Tương ớt cũng đem ra ngoài này chi chờ. Rồi. Đi vô tôi hỏi này cái coi. Gà đi theo tôi riết vậy. Mình để đây để chút xíu nữa mình đi về mình lấy. Chút xíu đi về lấy. Anh Nhí ơi. Đi vô đây. Chào ông tôi về cái coi. Cái này có cách nào mình tăng thời gian mình nhanh sử dụng không ta? Thôi mày mệt quá mẹ ơi, mày về đi. Có một tuần lễ mày nuôi cá mà mày phải cố gắng mà chờ chứ. Đúng rồi, bây giờ nuôi nước trắng có sao không? Nước trắng mình nuôi tạm đi, rồi vài bữa nó có lá bàn mình sai. Ừ. Ừ. Gì con? Cái gì vậy? Nào. Mày nói gì? Cái gì ghê vậy trời? Tôi về nha. Mày phan về đã. Sao phan về? Mắc gì phan về? Nó bắt chuyện mày giấu đồ của tao nè. Ông tàu lao ai mà giấu đồ ông? Đây chưa? Đâu có giấu đâu. Mày giấu vậy? Sao mà ông biết được? Nè. Gì ghê vậy? Mày nghĩ sao hả? Tao đã nói rồi, tôi khô lắm, mày không phát được đâu. Thôi tôi về á ông ơi. Ờ, tôi về. Sợ ông thiệt. Cái gì đâu mà con gà khôn dữ vậy trời.